Không, im. Nay chúng ta sẽ chứng kiến cảnh huy hoàng nhất của đêm trung thu năm nay. Giới thiệu em. Giới thiệu mày làm cái gì? Em là thằng Đức mà. Đây. Rồi, cây của tao rồi. Mỗi đứa một cây. Đây. Nè, nè, cầm đây nè. Cầm tao ơi. Một cây ở trăm, một cây dưới. Ừ. Rồi đó, châm vô, châm vô, châm vô. Đừng, đừng có đốt hột quẹt. Ý, đốt hột quẹt nổ luôn. Nên chúng ta sẽ đốt lồng đèn. Ý, đó. Từ từ. Yeah. Từ từ từ. Đốt lồng đèn theo kiểu mà nguyên bản. Chuẩn bị nha mấy bạn. Là đốt cái lồng đèn. Rồi đang cháy, đang cháy, đang cháy. Đốt lồng đèn theo nghĩa đen. Đéo cháy à. Ủa đèn cái bạn... của em nó không cháy nè. Chậm lại. Đưa đây, đưa này. Sao không có đèn gà nào bắt lửa được vậy? Rồi em mới bắt rồi nè. Nó chịu lửa không? Lửa cho miếng lửa. Nè lửa nè, hỏa thiêu mấy bạn ơi. Wow. Cháy chưa? Cháy rồi, cháy hết rồi, đây đang cháy nè. Gió quá trời kìa. Ôi mày lùm mẹ út đây. Trời này. Tôi kiếm lại giấy báo rồi đốt chỗ vậy. Đúng rồi, có ai có giấy báo. Có một thứ đã bị cháy là cái. Anh nè, em ngồi xa ra đi, không nên ngồi gần đâu. Đó đúng rồi, cháy đi bạn. Cô đang chửi đó. Kệ mẹ khổ. Một cái đều bị cháy. Một cái đều bị cháy. Cháy. Giờ tắt flash sao trời. Cháy đi. Tắt đèn flash đi. Cháy. Ôi xe. Em đốt. Thì mình bịt cái rửa flash. Ê ơi coi dừng. Thôi cháy con nữa à, chưa có xong. Chưa nó quẹt đây chứ. Bên. Bên. Ngủ. Tới kiên trì đốt cái kia. Đúng vậy, đúng mà. Mà chăm chỉ. Cái thứ hai đó lên bàn thờ. Quán tay tay. Đó. Đốt cái đầu hoàng này luôn. Quậy. Không, đang đốt cái đầu đèn. Bên. Nóng mặt quá. Hả? Muốn chỉ cách chơi lớn em lần nữa không? Đốt nguyên cái em kiên trì ngồi đó. Cháy rồi người ơi. Cháy cái lồng đèn rồi. Đốt lâu á tưởng đốt lẹ lắm chứ. Kiếm gì á dục vô đốt cho lẹ. Cháy gì mà dày dữ. Không đốt đâu càng vô. Ê tao thấy tao ngu sao mày ơi, tao muốn mở cái lồng đèn ra đốt cho nó lẹ. Đúng rồi, nãy bên kêu ngửa ra đó. Không nhận tao ngu thiệt chứ. Ngu ghê. Qua đi đốt đi. Qua nghe cái tiếng nó đã thì chứ. Nghe tiếng. Bánh lồng đèn đi anh Cang. Bánh ra. Nào đủ cái não đó anh không? Em bánh. Đây đi. Em. Bánh nó ra. Cái này cũng hết ta thể hiện nha. Tay mắt quá. Hả? Cái này ô bánh nó cái đầu. Miễn coi. Hả, bụng cháy rồi. Bụng cháy rồi. Ây da. Bụng cháy lên. Ây da, nóng. Bụng cháy lên. Hả? Nóng vật rồi. Nóng vật rồi là... Ê. Đang qua lý nhu. Sorry. Nóng vật cái làng. Miễn ơi. Chậm ơi. Bên lớn quá bên ơi. Bên nằm vừa tránh lại vừa tròn. Nhớ múc cái game vừa tránh lại vừa tròn đó. Về nuôi. Anh đã đốt cái đuôi khủng long. Ủa về. Sao tao đốt? Sao tụi bay đốt nó cháy mà tao đốt hoài nó không cháy lên. Cái hồn đã thắp lên. Thế tao tù. Gửi ta vô kìa. Gửi ta. Mình đốt là chuyện của mình. Ê giời mẹ mẹ. Chùm ở kia. Dạ. Em mới đốt. Lụ đạn nóng. Lòng đèn bây giờ nó tan nát. Miễn lửa ơi. Ừ. Ôi gì. Cháy lên nào các bạn. Cháy lên nào mấy bạn. Các bạn ôi gì. Miễn lửa. Đang đốt chạy. Đang cắm chạy. Còn mấy cây nè. Bởi vì chửi luôn. Đây đây cái cây này đây. Trời ơi chửi lông mi luôn. Chơi xong dọn nha mấy đứa. Okay. Để nhà cô Lan cái thằng này cô Lan. Cô sẽ chết quá. thì cô nhăn của em á gì nè. Cô sẽ chết quá. Cô Hải đúng không? Không bà khác cái. Cô mà bà vừa giảng xong. Ở cái cả lớp nói chuyện gì đó cái cô sẽ chết. Mẹ ngoài. Hết cái lồng đèn rồi. Chắc 10 phút quá. Không có 10 phút đâu.
đi nè, đi nè. Chờ 5 phút rồi. Nè đi nè mấy bạn. Vô quánh vô. Lấy thêm tay cho tao một cây thôi. Ok, nãy của tao rồi. Em quăng vô đây rồi. Wow, năm nay chơi lớn quá ta. Chơi ai bây giờ đây? Hú 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 hú, ảo 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 mày em đi. Hú tao đánh cho. Toàn xì cay không thiệt. Buồn. Không mà nó cũng cay mà. Lấy em cay đi nào. Nó hú 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 luôn á. Hú hú hú, đốt cái đầu cũng lâu quá con ơi. Qua bên kia kìa. Nướng không lâu nè, ý nóng. Lật con sói lên, lật con chó lên. Ở sao? Tại xưa không? Sao tại con chó? Lấy con chó vào đây, lấy con chó vào đây. Đây. Để em sẽ la nha. Đôi khủng long là của em. Đây là hồi đốt lồng đèn bà con ơi. Mày ngu. Nói thẩm mỹ xíu, đốt đèn trung thu. Theo nghĩa đen. Dạ. Đốt hai cái này luôn. Bé ơi, muốn quát con chân vô đây. Nó quát đầy đủ luôn mấy bạn. Kéo chừng như quát. Rồi toàn xương không? Xương với da. Đây nè, thấy không? Thấy kỳ ở đây không? Hay nè. Tất cả đó. Chế lũ tàn. Đi theo mày giờ. Quán cho bên cây đèn cây quán. Còn hai cây á. Cái nè, cái cây này cũng là. Ủa nãy giờ mình đốt tất hết rồi hả? Ừ. Còn hai cây cuối cùng của mình. Của mình cái gì? Của mình. Cái đốt. Ê, cái tiếng gì vậy? Tiếng gì nghe đảo vậy? Ê, nước thì chảy ra nè. Nước lầm, nước đèn cày. Sao ngu quá vậy? Đốt rồi luôn nha. Gì? Đốt luôn ơi ừ. Phùng ơi đốt nhựa mày điên không mày? Đốt nhựa thôi á. Đốt cây rồi kìa. Nay mình đốt sạch không? Cái nào đẩy bên kia ba ơi. Dạ, yeah, tao ngược tay tao không có đẩy được. Ok. Dạ. Ok, ngay đâu? Dạ. Thiệt luôn. Dạ. Cái này để xa đồ. Dạ. À đúng rồi. Nóng quá. Ý có cục chưa cháy kìa. Nóng quá à. Ôi oh yeah. Hoàn thành đốt ba cái lồng đèn. Ôi oh yeah. Oh, oh, oh. Happy birthday to me. Today. Chỉ còn xương thôi. Dạ. Em lên Facebook chưa? Cái chỗ đi đã. Từ từ đi anh Cán, từ từ cho hết nữa luôn. Đi đốt nhựa cho nó vui. Rồi. Mỗi khi mà có livestream là bạn em lúc nào cũng like. Thấy không? Nhìn chưa? Ra một xương vuông chó nữa. Nhìn trong quay phim mà do đúng. Lỗi tí kêu ngoài đi chơi đúng chịu lo vô học bài. Chăm chỉ vờ lờ. Tôi kêu là xong đi rồi vô học bài sao? Ơi, nổ đúng. Mày khùng hả mày? Nổ không? Kêu mày đâu? Có gì chạy? Quẹt đằng sau luôn anh đó. Chạy có gì chạy. Có gì chạy cho vui. Chạy vô cuối mà. Lần cuối mà. Tao có bị khùng. Mấy rồi xong con nhập mà. Trời khói lo quá. Đốt. Dạ đốt lồng đèn. Lồng đèn đó. Rồi đốt hết rồi hả? Lấy đốt này luôn. Đốt. Cái lồng đèn. Con đốt lồng đèn. Mình cứ lồng luôn á. khùng dập. Ôi bỏ cục đá cho bên. Cục đá nè. Đây làm cho cục đá gì đá mẹ. Rồi tặng cuộc.